Ion, Gammon đón Tết, đón mưa quà tặng, trúng vàng mỗi ngày, tham gia ngay. Ai là người có? Có gì? Có ai gì là người có gì? Ai đã từng? Ai là người có? Ai là người có? Em ơi, hiểu trò chơi không? Câu kia cái đó ai là người có? Mày ví dụ em không có là sao? Thì em có là em không không ta chơi. Em phải có mới có lợi. Em vô rồi. Ai là người có răng sứ? Ok rồi, em hiểu rồi, ok. Ai đã từng? Làm ơn nêu dùm cái câu cho đúng nè, câu cho đúng nè. Câu cho đúng nè. Ok. Ai? Là người có thai. Là người có thai. Ủa anh có thai không? Nhưng mà anh có thai không? Không. Anh không có thai, ai cho anh nói? Anh không có mà. Lê Dương Bảo Lâm trừ 2 điểm. Ủa? Đúng rồi. Đúng rồi. Nè đây hỏi mày có. Anh phải cho. Không phải. Anh phải cho đầu tiên á. Em nêu ra một cái câu nêu, sau đó em không thể tham gia, đâu có thành công. Đúng rồi. Em có thai, em đang có thai. Đang có thai. Đang có thai. Lê Dương Bảo Lâm trừ 2 điểm. Rồi xuống. Bác sĩ khám em đi, em đang có mà. Dạ lên. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với bảy nụ cười show. Hey, 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 hey. Thì bây giờ chúng ta có một trò chơi như sau, mời vào ghế ngồi. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ chúng tôi xin hỏi Lê Dương Bảo Lâm, đây là vòng thứ 3. Sau vòng này chúng ta sẽ bắt đầu bầu lại hội trưởng hội bóng mai. Dạ. Lâm còn một quyền nữa là quyền nhân đôi phần thưởng của mình ở trò chơi này. Chọn không? Em chọn. Không, anh để vòng sau đi anh Lâm. Gì? Để vòng sau chọn. Cù lôi nè. Cù lôi nè. Vòng sau anh bị loại rồi. Chúng ta nhớ luật chơi là cái ghế không được vượt qua vạch đen vàng của chúng tôi. Dạ. Trường Giang sẽ là người bắt đầu. Đầu tiên bằng việc đứng ngay micro và cái câu kêu của chương trình, cái câu bắt buộc ai cũng phải nói là ai là người có. Ví dụ ai là người có đồng hồ, ai là người có, thì dĩ nhiên người đầu tiên nói câu đó thì phải là có đầu tiên và chạy về vị trí bánh tét lấy một cái bánh tét mà thôi. Thì những người bên dưới chúng tôi cũng chạy tới đây lấy bánh tét. Ai nhanh tay lấy xong bánh tét về ghế đó ngồi. Những người không có điểm chung thì không cần di chuyển và không mất về điểm số. Yeah. Những người có điểm chung không hoàn thành bị trừ 2 điểm. Không chơi khi mình đủ điều kiện vẫn bị trừ 2 điểm. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ cái câu kêu khán giả truyền hình xem là hiểu liền. Chứ không người ta, ủa cái nhỏ nó có không? Hiểu liền nha, phải hiểu liền. Sau đây là trò chơi ai là người có. Ai? 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 Anh hỏi ai? 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 Yeah. Ngồi xuống. Ngồi xuống cái gì vậy? Đi Trung Quốc. Đi Trung Quốc. Ai là người có xe hơi? Dịch Lắm thôi. Trời ơi. Tao không có bắt chửi. Thôi thôi thôi. Rồi. Rồi tôi công bố. Đây tôi thành công. Khoan. Anh về không kịp thì đưa đồng đi. Ủa sao không về? Ủa quên mất cái vụ đó. Thằng bé nó cờ thiệt luôn á trời. Tự nhiên cái anh đi đâu quá. Không bị thùi cái đau quá, táo quả luôn. Yeah.
Mình làm thì mình khai chứ đừng có giấu. Bé còn kéo thắng tài. Không, anh nói với em là không công bằng với em. Em không hề lại gần anh luôn. Em thấy cái này ở dưới đất em chụp nó thôi. Nói em gì mà em lực gì mà. Không phải em. Mà tôi kêu một cái câu là ai cũng lên thấy không. Ai là người có chơi thì các bạn đây. Ai có chơi để mà di chuyển đi làm việc. Như vậy ở đây tất cả đều được cộng 2 điểm. Chú Thí Minh bị trừ 2 điểm. Wow. Tôi thấy Lan Ngọc chơi là ghê ha. Đâu nhúng nhích đâu. Xong cái ngồi im nè. Im trong cái hả. Tại vì dành nó lại. Xong cái thấy Vinh lên. Anh là sao sao chụp dạy về chỗ ngồi luôn. Để không kịp thì đưa đâu. Thiệt bé thông minh đó. Ghê quá. Cái này không phải là thông minh. Cái này là cái thói giật dập từ xưa rồi. Rồi. Ngon nha. Cái này mà anh có luôn. Anh có chứ. Anh có chứ. Ai là người có? Có gì? Bông hoa màu hồng. Ôi da, ôi da. Anh đang có mà. Anh có. Có đâu. Anh bông hoa màu vàng mà. Bông hoa màu hồng. Anh chạy đi. Này là phải màu hồng. Màu hồng. Cái này màu hồng á hả? Màu hồng. Đúng rồi anh, tụi em quy định nó là màu hồng là nó màu hồng anh. Vậy tôi bị trừ 2 điểm hả? Dương Lâm nữa. Đâu có mắc gì trừ em. Anh mừng em vượt qua mạch. Tại sao em chạy lên? Cái luật đâu có nói như vậy. Đó, anh chạy sai là anh bị trừ. Sao mà mắc gì em chạy lên. Cái gì? Mắc gì em chạy lên. Vàng, mắc gì chạy lên. Để thông báo cho nè. Lâm là người có, không có màu hồng. Nhưng mà tham gia vào trò chơi. Thì tham gia vào trò chơi nhưng không mang về được ghế và bánh tét là coi như là thua, là bị trừ 2. Điểm thứ hai cộng 2 điểm. Nguyễn Huy cộng 2 điểm. Lê Dương Vũ Lâm trừ 2 điểm. Lâm Bây Già cộng 2 điểm. Chú Thí Minh cộng 2 điểm. Trường Giang trừ 2 điểm. Lâm đi. Rồi Lâm đi. Câu nêu ai là người có? Ai là người có? Có gì? Có ai là người có gì? Ai đã từng? Ai là người có? Em ơi hiểu trò chơi không? Câu tiên cái ai là người có? Mai ví dụ em không có là sao? Thì em có là em không ta chơi. Em phải có mới có lợi. Này, em vô rồi. Ai là người có răng sứ? Ok rồi em hiểu rồi. Ok. Ai đã từng? Ai là người có? Làm ơi nêu dùm cái câu cho đúng đi. Ok. Ai là người có thai? Là người có thai. Ủa? Em, nhưng mà anh có thai không? Không. Anh không có thai, ai cho anh nói? Anh không có mà. Lê Dương Bảo Lâm trừ 2 điểm. Ủa? Đúng rồi. Đúng rồi. Nè em đây hỏi mày. Anh phải cho. Không, anh phải cho đầu tiên á. Em nêu ra một cái câu nêu. Sau đó em không thể tham gia. Đâu có thành công. Đúng rồi. Em có thai, em đã có thai. Em đang có thai. Lê Dương Bảo Lâm trừ 2 điểm. Rồi xuống. Bác sĩ khám em đi, em đang có mà. Xuống. Dạ lên. Là người có tiền chạy lên được. Ai là người có con trai? Dài quá, dài quá, dài 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 quá, dài dài quá, dài dài đã yếu rồi, đã yếu rồi. Nữ nhi một mình đấu với 4 người đàn ông làm sao mà lại phải kiếm cái gì nữ nhi vô mà tôi quên là vợ mấy ông đẻ cho nên là mấy ông rất khỏe, còn tôi là người đẻ 2 đứa con trai mà tôi đi đấu với mấy ông đây chỉ là dại khờ. Dại khờ.
Tiến lượt lên đây. Ở lượt này Trường Giang được cộng 2 điểm, Lê Dương Lâm được cộng 2 điểm, Tiến Luật được cộng 2 điểm, Lâm Vĩ Dạ bị trừ 2 điểm. Hai từ ngối đầu đó là mình anh bị luôn á. À, không hay chạy lên. Có có hai người bị không phải trực quan nha, phải trực quan thấy được nha anh, thấy được nha. Ok anh hiểu rồi, anh thương tụi em lắm. Ai là người có bông tai lỗi em, xin lỗi. Mệt quá. Ok, anh hiểu rồi. Anh thương tụi em lắm. Đồng đội mình mà hại mình sao? Vậy là Tiến Luật được cộng 2 điểm, Hiếu thứ hai được cộng 2 điểm. Đâu cũng tay đâu. Lại anh nè. Có làm có luôn. Một đôi. Lê Dương Vũ Lâm cộng 2 điểm. Nhỏ em gái tôi trừ 2 điểm. Lan Ngọc. Tết viên em. Ai? 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 Ai là người có? Có gì? Có giày múa màu trắng. Khoan, cái gì? Ủa, em thổi cái gì vậy? Thổi không nghe. Ai là người có rái rái? Sao cái này mà làm? Ai rái? Sao đây, ta nghe. Em nói cái gì? Giày múa màu trắng. Ừ, ở đây có Bình Trường Giang là không mang giày múa nè. Đúng rồi. Không, đúng rồi, giày múa màu trắng nhưng mà anh không mang giày múa màu trắng. Em là giày hở mở màu trắng. Rõ ràng, em không múa được. Như vậy là ở lượt này Ngô Kiến Quy bị trừ 2 điểm. Trường Giang không xuất hiện, không có điểm nào. Tất cả còn lại, mỗi người cộng 2 điểm. Ghê nè. Ổn rồi. Mời Ngô Kiến Quy. Bây giờ nó tôi quạ nè. Bây giờ ví dụ tôi nói nè. Ai là người có quế 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 mày chạy đi. Tới tôi chơi. Ok. Thông thủy em hướng tây, hướng tây. Hướng đông nam điện nghịch nghịch hành. Anh ra cầu thăm lương anh treo luôn đi. Ok. Lui nữa. Đúng rồi. Không điên. Ai? Là người Ai? Thử mic tôi. Ai? Là người có. Có gì? Nhây dễ sợ. Ai là người có giấy tâm thần là anh á. Ai là người có make up? Trời ơi. Có make up? Trời ơi. Có gì? Có gì vậy? Em không nghe. Make up. Chưa. Em hiểu cảm giác của tôi chưa? Ủa em mặt mộc rồi hả Ngân? Ngân ơi, cái mặt em mặt mộc hả Ngân? Trời ơi. Nè Ngân ơi, khoảnh nè. Em không nghe anh nói cái gì hết á. Em nên chơi vậy. Ai là người có? Gá. Là được. Ủa sao quá. Thúy Ngân trừ 2 điểm. Còn lại tất cả đều được cộng 2 điểm. Không, thiếu rồi. À, Tiến Luật không di chuyển. Và Tiến Luật hôm nay là chỉ có ấy dưỡng già chứ không có make up. Không make up luôn á. Ngân, vô. Em, ai là người có duyên là mình em chạy luôn. Ai là người không có duyên thì ai ngồi hết Ngân chạy. Ai là người... Đó, bắt đầu thấy có duyên rồi đó. Mình đớt, mình phải cho nó rõ nha. Ai là người... Có cái gì? Có tóc dài phủ qua trán. Ai là người tóc dài phủ qua trán? Ai là người tóc dài phủ qua trán? Tại bóng phủ qua trán kìa. Tóc em dài tới đuôi. Phủ qua trán hả? Phủ qua trán. Huy ơi là Huy. Tóc dài phủ qua trán. À có cái phủ cái không phủ vô gì. Đúng rồi, phủ qua trán, em phủ được. Đây, qua rồi. Ừ, phải phủ qua trán thì chạy thôi.
Tôi đâu qua được. Được chứ? Được. Được. Anh luật là có đó. Anh luật là có đó. Ai cũng được hết á, chỉ có chừng anh luật. Chị chỉ trả nó lấy đi còn kìa. Như vậy ở lượt này Tiến Luật không di chuyển được bởi vì không đồng bộ. Nhỏ nó khờ không? Tôi đội đó, là hại tôi vậy đó. Tiến Luật là không di chuyển được bởi vì không trùng khớp. Khổ quá tráng đó. Thì Lâm Vĩ Dạ không hoàn thành nhiệm vụ bị trừ 2 điểm. Dạ là không biết cái gì đâu mà. Tại vì tóc em dài. Không phải là tôi nói. Ủa Dạ ơi, tóc phủ qua chán rồi sao? Không, tóc em qua eo lận. Tóc em qua eo lận. Không, đúng rồi, em qua eo. Tóc em eo mà. À, Lâm Vĩ Dạ bị trừ 2 điểm. Tiến Luật thì không có trừ thêm gì cả. Tất cả còn lại mọi người cộng 2 điểm. Yeah, yeah. Rồi, phải Hiếu cuối. Hiếu cuối. Từ từ, bây giờ mệt quá, bây giờ em không muốn chạy nữa. Bây giờ em không muốn tranh đấu nữa. Ủa em phải chơi chứ, em là người đầu tiên á. Không biết mà đang nói tranh đấu ít thôi. À hiểu rồi. Vậy là em tranh đấu ít thôi. Ca sĩ. Ai là người có độ tuổi dưới 30? Ủa nói gì dài vậy? Hai đứa ngồi lại. Ủa? Non. Em ơi, em trời ơi, đúng rồi. Em vừa xúc phạm mấy chị rồi đó. Ơi, cô nói cho con nghe nè. Cô nay cũng cao bằng con rồi. Trời ơi, em nói một câu mà mấy chị hết luôn nè. Thứ nhất á, Ngân, nãy Ngân nhào lên làm gì vậy? Ủa, ở lượt này á là Hiếu bị trừ 25 điểm. Đúng rồi. Sao dữ vậy anh? Tổn thương. Thứ nhất là em đánh giá cao các chị quá. Đây, chị già năm nay là 38 rồi. 35 à? Em đâu có tính chị đâu. Lan Ngọc là cũng nhiều rồi. Còn Ngân á là cũng bằng Ngọc thôi. Không phải, thật sự là hồi nãy là Hiếu có nhìn vô em chứ Ngân. Hai đứa em là chuẩn bị chạy lớn rồi. Nghe dưới 30. Tụi em góp cái cục lại thôi. Em góp cái cục lại thôi. Anh Giang ơi, tổn thương dữ lắm. Trời, bà Ngân mới chạy rồi, bộ bà chạy mấy bước rồi bà thấy bà sợ. Mà cái lúc là mấy Ngân quay lại mấy Ngân quẹt. Không, thật ra là Hiếu cứ ngỡ rằng là mấy chị còn trẻ. Dạ đúng rồi, ý là Hiếu nói mấy chị trẻ trâu quá. Thì trẻ mới chạy dữ vậy nãy giờ em thấy ai cũng giành dữ vậy hết trơn. Cho nên thôi mình Hiếu bị trừ 2 điểm rồi. Dạ. Bây giờ mình du di cho Hiếu kêu lại lần nữa. Ok. Rồi lần nữa. Ai mà không trùng khớp mà mình qua cái vạch là thôi anh đừng có khó tính quá, nhiều lúc đến tham gia chơi chung với em nó có gì đâu. Ăn gian dễ sợ. Sao anh? Độ tuổi mình đã qua rồi, cái gì bớt tổn thương lại. À bớt tổn thương là ai là người có chiều cao trên 1m7? Ngân. Trời ơi. Em tôi. Trời ơi. Em nghĩ tôi. Không có, em bị dướng tay vô anh thôi. Hiểu nè, không có, nó không có tình cảm với anh em mình. Ai là người dưới mét 65 là anh chạy rồi. Trên mét 7 sao chơi? Em bị lùn ngang, em dưới mét 6. Ngô Quyền trừ 2 điểm, Hiếu thứ hai cộng 2, Chu Thế Vinh cộng 2, Tiến Luật cộng 2, Tiến Ngân cộng 2, Lê Dung Lâm cộng 2. Yeah. Rồi, đủ rồi. Đủ mệt rồi.
yêu trước ngày cưới. 20 giờ thứ 6, thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.